Như bà rôm. Trời đất ơi, quân sĩ đâu hết trơn rồi, mấy con tỳ nữ ra đây vậy? Tụi em rất mạnh mẽ. Trời ơi, mạnh mẽ mà. Tụi em là quân sĩ. Tỳ nữ, thế chứ quân sĩ gì? Quân sĩ, gồng lên. Dạ. Gồng. Dạ. Em gồng dữ lắm. Gồng lát rớt hết hai cái bánh bao ra bây giờ. Thiệt á, nhiều khi tôi thấy tôi còn mạnh mẽ hơn hai bà đó. Ta là Tấn Lực, cha ta là Phạm Công, mẹ ta là Cúc Hoa, chị ta là Nghi Xuân. Bà chị ta mới đi giải phẫu về, giọng ồm ồm chưa có thay đổi. Sao nói chị kỳ quá. Chị để em, hôm nay ta đủ trạng nguyên trở về đây để xử tuổi tàu nương, cũng chính là vì ghẻ của ta truyền giải phạm nhân vào. Truyền phạm nhân. Kỳ vậy sao mày phóng dao vô mặt tao? Sống một cây dao vô mặt tao nè. Không phải một cây đâu, hai cây. Bà phóng ơi, em chỉ guốc à. Không phải ba cây đâu, cây thứ tư nè. Ủa sao? Gì kỳ vậy? Cái dao còn đây mà. Ủa gì vậy? Tụi bay chưa phóng? Ở dưới ai phóng dao chơi kỳ cục vậy? Hả? Mấy bà hàng đầu nè, tự nhiên ngồi đó nó phóng dao, cái là phi dao, cái là phi hà. Ê, mày đóng vai Tàu Thị đó, mày xuất hiện gì giống như bà phi dao làm tao hết hồn. Vô làm lại mày. Ủa, ủa là đóng vai Tàu Thị vậy? Ờ. Chết cha, quên, thấy cáo lông đẹp quá, quên vô nè, nó biết sao gì đâu. Ghê gì đó. Mấy nhỏ tỳ nữ này nè, tháng này tao cắt lương hết. Cái mão cánh chuồng của tao để cho ướt trời mưa rồi tao teo cái bán số gì không thấy đường nói chuyện vậy trơn rồi à. Viết lên tao coi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Hoàng thượng đã... Ủa, cái gì? Quynh Quynh là gì? Quynh Tỷ, Tỷ Tỷ dán ra giùm đệ. Rồi lần... Truyền giải phạm nhân vào. À, khoan. Mày chạy chạy vô trỏng mày, cởi ngựa mày dắt nó ra đây giùm tao đi. Trời Phật ơi, đây bước qua đó 2-3 bước hà. Từ trại giam ra đây xa dữ lắm. Xa là xa bao nhiêu trời? 20 cây số. Trời Phật ơi, thôi kệ, tưởng tượng đi, 20 cây. Cởi ngựa. Vậy là phải cởi ngựa rồi. Truyền phạm nhân. Vô đi mày. Vô đi. Chê chạy từ từ thôi, đường xa bộ dạng coi chừng em ăn chế. Từ từ thôi em ơi, từ từ thôi em ơi. Từ từ đường xa. Tao ghét cái nước diễn lố đó. Tao ghét cái nước diễn lố mà vậy đó. Té ổ gà mày rớt cục pin ra rồi hả? Cái này tắt luôn rồi. Đường xa ngựa dằn mà vô tới đây dắp một cái té quá mạng ê mông. Cái gì vậy ba? Té một cái quá mạng ê mông là chế biết chế là tới công đường rồi. Mặc áo cho dài rồi quấn dính cái tay lại. Không tháo không. Ra cho nó nói chuyện đi. Cởi chối cho chế. Nó tự nó chối, nó luôn bắt ta cởi kìa. Cái con này nó niềm tin. Trời, trời ơi. Là cởi chưa? Vậy là cởi chưa?
Ủa vậy là cởi chưa? Là từ đây tới cuối tiết mục này tao cầm cái cù lẳng này tao nói chuyện hả? Cởi chối ra cho tao kêu quang. Cởi ra đi quả. Nè. Quang quá quá quá. Quang quá. Quang. Quang. Kêu hai bà đó. Không đứa nào dạ trơn vậy? Trời ơi là trời. Bởi vậy em nói đó, nó làm lố riết rồi. Con kêu lại đi. Mày ngậm cục kẹo gì trong họng sao mày nói tao nghe được? Ý là em kêu cái nhỏ nó làm lố á. Trời ơi trời, sao cái quyển đường gì mà tuyển quân gì đâu mà ngậm miệng nó nghe không được vậy? Mai mốt mày tuyển sức vôi về đây nữa à mà... Cặp nẹp vô gồng lên. Trời ơi. Quang! Gõ giùm tao dây đồng, tao thử tội nó coi. Chính trang nghiêm hàng cùng ra quay. Bắt cô ta quỳ, quỳ mau lên. Không, không, tao không quỳ. Quỳ đau hai cặp đùi. Nó thách thức dây đờn, nó đi trước đờn luôn, mày thấy không? Nếu ngươi không quỳ thì ba quân đánh ngay trăm hèo quỳ hay không? Khoan khoan tôi quỳ. Quỳ nhanh đi bà nói. Thôi nghỉ dẹp nghỉ chơi không chơi nữa. Tự nhiên kia bà nội ghét không chơi. Thôi quỳ nhanh đi bà gì. Đó thấy chưa, thấy nó khôn ghê chưa. Bà nội với bà gì đó là cách nhau có 1 tuổi đó. Mà kia bà gì mới chịu, kia bà nội không chịu. Con này nó ngu lắm, nó khoái trẻ, hãy trẻ là được. Ai mà tháo giùm tao cái này ra cho tao dễ nói chuyện coi coi. Cái này luôn hả Quỳnh? Ờ. A đệ, sư đệ. À. Cái làm gì vậy? Kêu tháo rồi. Ai mà thiết kế quần áo cho ta chép đầu nha. Bà lộ á. Nè, bào thị. Nè, có thị. Hãy nhìn kỹ xem ta là ai. Trời, trời ơi, không quen. Nó làm tao quê quá bạn rồi. Không quen à? Ngươi để nhìn đi. Hãy làm cho nhìn kỹ một lần nữa coi ta là ai đây. Trời, trời ơi, sao chân nhiều thẹo vậy má? Tán cho nó quay 2-3 vòng nữa cho tao. Sao mày ngu quá vậy? Nó rụng cái vớ tóc rồi. Tụi bay đừng đắp ngay chỗ này là kỳ lắm à. Ủa cuối cùng mày là ai? Mày tán tao có đau quá vậy? Sao mày ngu quá, chỗ này là thẹo. Thẹo là do bà Tào Thị mới đánh làng ngang làng dọc đó. Thì tao là Tào Thị nè, mà mày là ai mà mày đánh tao quá trời vậy? Tao là Tân Lực đây. Trời, nói gì ra, con là Tân Lực đi sao? Lực ơi, vì bao ngày bao đêm đi tìm con Lực ơi. Giờ con đang ở nơi đâu Lực ơi? Vì nhờ con qua Lực ơi. Còn ta, ta là Nghi Sân đã. Nghi Sân, trời ơi, dì cũng bao đêm bao ngày đi tìm con Xuân ơi. Giờ này cũng đang ở đây hả Xuân ơi? Đỡ gì vậy, dì nằm xả la dưới công đường con ơi. Cầm giùm tỷ. Sửa giùm bả cái cọng lông mi luôn nha tỷ. Cọng đưa lên, cọng đưa xuống kìa. Trời ơi, thấy ghê quá. Cái đường ngôi của ba lật qua bên hông luôn rồi. Coi chừng nó sái cái đầu á, bẻ cái đầu đó lại đi. Cảm ơn con Xuân ơi. Ta là Tấn Lực nè. Hôm nay ta trở về đây để xử tội bà bạo hành trẻ em. Trời ơi, chết ta rồi. Trời ơi, xin hạ. Mấy chị đừng đỡ cho nó lăn xuống đó nằm luôn đi. Đồ cái thứ gì cả đâm hơi. Hạt lô á. Đâm hơi qua thấy ghét à. Còn nghe cả lại mày. Trời ơi xinh hài à. Hiểu chưa? Đội đầu lên ca lại mày.
Trời ơi xinh hài. Đừng tí, tí đem vô đi tí. Bây giờ mày hát đàng hoàng không? Không chị... Hát một cái nữa là ghế vô đầu liền đó. Không, chị đã cố gắng hết sức rồi con ơi, chị không thể làm. Cái làm hơi hoài vậy, tao mệt quá. Mày ra đây mày lột bộ đồ mày ra đi. Mày thay bộ đồ tao đi, mày leo lên mày làm bà Tào Thị đi. Tao làm, mày làm Tấn Lực, tao làm bà Tào Thị. Má mày hát hay, mày hát dở quá. Trời, cái gì vậy? Mới nói gì vậy? Ơi tự nhiên chửi, tự nhiên cho chửi. Chỗ nào tao nói má mày á, cô lộ hát hay, mày hát dở quá. Chị ơi, chị kêu má đó, như chị chửi tao, chị chửi qua tiếng mẹ, tao kêu cho nó thôi. Mẹ mày hát hay mày hát dở quá. Chị ơi chị, cái đó giống chửi hơn đó. Vậy hả, chứ làm sao? Nhẹ thôi, nhẹ đẩy nhẹ cái hơi ra thôi. Mẹ mày hát hay mày hát dở quá. Ủa mắc cười vậy mẹ, tôi là lộ, bà hát hay thì kêu bà xuống bà hát đi. Bây giờ bà ngồi anh chẩm mình nịch bụng nãy giờ kìa. Ôi trời ơi. Lỡ hồi chiều mẹ mày ăn trễ cho nên bây giờ cái bụng chà bá giả gái khó. Ủa bây giờ tôi, mẹ tôi hát hay, tôi hát dở là chuyện bình thường. Bây giờ muốn làm gì? Bây giờ mày leo lên mày làm Tấn Lực, tao làm Tào Thị cho. Bây giờ là tôi sẽ làm vai Tấn Lực, còn bà sẽ làm, mày sẽ làm vai Tào Thị đó, đúng cho. Tao bông để cho nó giống con gái chút coi. Này mày đổi luôn đi mẹ. Trời ơi. Đổi vô cho nó giống mày ơi. Đó. Cái này tao mượn có má tao đó, đổi vô cho nó giống. Ra nè, bà đổi này vô đi. Giờ Tấn Lực đúng không? Tấn Lực phải trẻ 5 năm. Trời, tao sao không giống Tào Thị, mày giống con quỷ. Nè bà Lộc. Đợi này vô đi bà Lực. Khỏi rồi, xử tội đi, mệt quá, xử đi. Xử tội nha. Tại cái đoạn mà kêu quân sĩ á. Quỳ xuống. Quỳ. Dạ, dạ quỳ. Trời ơi, nó nghe nè, công đường mày ngu quá vậy. Tội phạm quỳ thôi chứ đang xử mà cũng quỳ luôn là sao? Hết hồn á. Đợi cái giải quyết chuyện nội bộ cái. Kêu là kêu bên đây quỳ nè, mình phải tỏ cái quy ra hiểu không? Bà vỗ cái đùng cái giật mình hết trơn à. Cái vỗ cái gì mà vỗ một cái mà giống trong phim bao công á, rồi nó nói cái gì đó. Máu đàn ông lên, nó máu đàn ông lên. Vỗ rồi kia nói cái gì đó, nói giống trong phim bao công á. Ô. Lại nè. Vô nè, 2, 3. Vô quỳ. Bà nội mày chứ quỳ. Mày làm như đám cưới vậy quỳ. Lộn. Xin lỗi, cho làm lại lần. Cho làm lại, cho làm lại cái nữa. 2, 3. Quỳ vô. Rồi thử đi. Đó, vậy đúng rồi đó. Rồi kêu quân sĩ đi, kêu quân sĩ. Quân sĩ. Ủa sao công đường em re không có quân sĩ? Bộ mày không trả lương cho nó, quân sĩ nghỉ hết hả? Quân sĩ. Sĩ kìa bà. Quân sĩ. Trời ơi, giận rồi kìa. Tổn thương. Sao cái, sao quân vậy? Quân sĩ. Trời ơi. Tổn thương. Trời ơi là trời. Ủa, tao mới thấy cái gì rớt ra vậy? Ê, vậy là nãy giờ tao kêu sai rồi đúng không? Hồi chiều mày phát bánh bao nó chưa kịp ăn cái đó. Tì nữ đâu? Đó, bây giờ kêu đúng rồi nè. Dạ có, sao chị? Ê, nó chưa cái quyển đường sao đó. Sao chị kêu? Anh, quên. Anh nói ai, có gọi. Năm chục bao phòng. Tao cho cái gì vậy? Con này mày nhớ ngày cũ Bùi Viện đúng không? Học bỏ nghe mày. Ê, cái quyển đường gì không có tôn ti trật tự gì hết trơn vậy? Rớt nữa hả? Nó làm gì được Bùi Viện? Nó cầu thị nghè nè. Cốt lại cẩn thận đi bà nội. Ê, chưa, gài cái nút lại. À, được á. Mày ổn định chưa? Nước mê. Gài cái nút này lại nè. Rồi, ổn định bánh bao đi. Đó, làm gì? Mày ăn tani vô đi. Con bé rất là thông minh. Làm gì nè, cỡ nào cũng không rớt ra ngoài được chứ. Có chừng nó lòi ở dưới đó. Rồi Tào Thị, bà định nói cái gì? Dạ. Xử tội đi, kêu xử tội đi. Đổi cho anh ta. Thôi khổ đậu đi, trời ơi. Rớt tới rớt lui hoài à. Tào Thị. Dạ. Quỳ đó đợi ta. Binh sĩ. Tỳ nữ. Binh sĩ. Ê khoan, chết rồi giờ. Công đường mà vậy? Tự nhiên có tỳ nữ không có binh sĩ. Ta thấy là trong công đường mày phải có tiễn, vừa có quân sĩ, vừa có tỳ nữ để mới bắt tội phạm nổi chứ. Tao là ốm yếu nha, chứ người khác mà nó tên cướp đâu, nó ự bậm rợn vậy là bắt không nổi đâu đó. Vậy là phải có một tỳ nữ với một binh sĩ đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ nha, phải có một tỳ nữ với một binh sĩ.
Đứa nào làm binh sĩ giơ tay lên. Tỳ nữ. Con kia không giơ kìa. Tỳ nữ binh sĩ. Đó kêu gì ra chắc ăn nhất. Đường nhậm chính, đường nhậm chính. Này tào thị. Dạ có thị. Nghe ta hai tội bà đây. Dạ. Tội thứ nhất. Gì vậy? Em bị yếu tí. Mấy cái khúc mà hài tội đồ này kia người ta hay gõ bàn á. Em gõ đón đầu rồi. Nãy em gõ rồi. À tại thấy, tại thấy em chưa gõ, chị gõ giùm á. Đừng gõ nữa nghe, em sợ nha, em yếu tim á. Tào Thị. Dạ có Thị. Gõ, gõ, gõ. Rồi đó. Gì vậy? Tôi gõ. À gõ. Tưởng đâu nó gõ. Nè nè gõ nè nè. Tào Thị. Dạ có Thị. Mày nhảy gì vậy? Điểm cái phong cách đó. Bà điểm rồi, tôi búng cái là hai cái cục má hồng của bà văng ra ngoài đó. Ê, nó nghe cái quyển đường này lộn xộn quá vậy. Sao xử tội không ro xử mà xử nội bộ nhau hoài vậy? Nghe tài tội bà nè. À. Tội thứ nhất. Dạ. Bà dám cướp đoạt cha ta. Dạ. Tội thứ hai. Bà dám bỏ đôi chị em ta. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ bỏ đôi dạ. Chị em ta. Dạ. Với hai trọng tội đó. Binh lính tỳ nữ. Dạ. Dạ. Ê, nó nghe làm gì giống như mà biểu diễn thời trang trong công đường vậy? Làm gì giống biểu diễn thời trang vậy? Ê, công đường chứ không phải Việt Nam Fashion Week mấy má. Kêu ra đây là để xử tội bả nè. Nó cột hai cái bánh bao lại đó. Quân lính tỳ nữ. Chết rồi. Cái áo của nó từ một cái bà ba mà bây giờ thành cái sườn xám rồi. Quân lính tỳ nữ. Ngũ mã phanh thây. Ê tụi bay phát. Bao là bà con gái có bốn khúc làm đâu gì có khúc thứ năm mà làm gì ngũ mã. Ồ chết cha. Dư hết con ngựa giờ làm sao đây. Trời ơi là trời ngũ mã. Thôi giờ bây giờ em cho khúc thứ năm nè. Lấy không? Em có khúc thứ năm luôn. Cho tao hả? Bấm hết pin đứng chỗ. Đứng lại. Đứng lại 15 phút. Tội nhân đứng lại ngồi luôn nha. Xin mời tất cả quý vị dò số lát xử tiếp. Ngồi luôn nha, đừng nhúc nhích nha. Đánh chết đó. Bây giờ là điểm quyệt rồi đó nha, không có được nhúc nhích. Điểm quyệt rồi đó, rồi dò đây. Số. Quay ngay cái mặt bà vàng luôn. Giải quyệt, quay số nha. Gì đây? Bay gì đây, bay gì đây, bay gì đây. Bay gì đây, bay gì đây, bay gì đây, bay gì đây, đây. Xin mời quý khách có dân đồng này trở lại đây. Trở lại đây nghe em cứ số số đã con mấy. Còn mấy gì đây, ba gì đây, quyên 30. Còn 30 số đầu tiên gạch gạch vô. Còn 30, còn 30, còn 30, còn 30 mấy gì ra. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Hai con gà đá nhau, một con chảy máu, còn một con vô nồi cháo. 56, 56, 56. Mấy gì ra số gì đây, còn 56, 56, còn năm gì nữa. Năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây. Năm gì ra, ba nhà thờ trước là bạn của Tử Kỳ. Tình nghĩa cô tì nay Tử Kỳ đã thác, không còn ai thưởng thức giọng hát với cung đàn. Ông ấy giỏi vàng ôm cây đàn, hãy hãy con 57. 57, 57, con 57 số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây. Đi chăn bò mà cầm cây đôi thì to, bò không đi em quất cho mong con bò bò chạy vô. Bắt đầu em chưa lô tô 21 vô. 21, 21, 21 số là con mây. Số gì đây do từ từ đừng linh quýnh. Con 19, con 19, con 19, con 19 số. Gì đây mấy, gì đây con năm, gì đây năm, gì đây cái đầu nhám nhám con 58. 58, 58, 58. Mấy gì ra, mấy gì đây, số gì đây, con bốn gì ra. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười. Tôi xin dâng vòng tay gọi mời. Người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. 46, 46, 46, 46. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Loại chương trình kêu lô tô rất vui. Thêm cái lương mua
lửa xích cung phu, rồi tấu hề bao vui thả ra. Muộn phiền bay xa chỉ còn nụ cười thật tươi. Còn số 10, còn số 10, còn số 10, con số 10, con số 10 số gì đây, có mấy gì đa mấy gì đây, có mấy gì đa mấy gì đa. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng tan chiếu qua làng sơ sáng. Chiều hồn quê báo khúc ca tuyệt vời. Số 1 ơi, con số 1 là tâm vẽ cờ hên. Rồi tất cả quý vị có vài chủ nhân lác đác đoạt giải con số. Số 1. Số 10, số 10. Số 10. Số 1. Số 1 ông nội. Ủa số 1 hả? À, đã được rồi, bắt ráp về đi. Dạ. Số 1. Có 1. Số 10. Có 2. 21. Có 3. 57. Có đủ. Chủ nhân thứ 2. Số 1, số 10, 21, 57. Có đủ, có đủ. Dòng loại đi chị, dòng loại. 050. Okay. Rồi có nửa gạp chúng mà thứ 3. Số 1. Có 1. 19. 19 có 2. 46. 46 có 3. 57. 57 có đủ. 3 chủ nhân. Chủ nhân thứ 4. Dòng loại 045. Số 1. Có 1. 19, 46, 57. Dòng loại 050. Số 1. 19, 46, 57. Dạ có đủ. Số 1. 19, 46, 57. Số 1. Số 10. 21, 57. Sơ xỉa có nửa rạp chung. 2, 4, 6, 7 chủ nhân kinh trùng. Bây giờ chúng ta sẽ quay banh. Số nào lớn nhất sẽ lãnh được một cái tivi. Còn ai số nhỏ thì lãnh được mỗi người lãnh một bà bóng đem về. Rồi sau vòng này tất cả quý vị sẽ trở lại xử án bà Quý Phi và Quách Què nha. Đó quý vị. Rồi quay đi, quay banh đi. Tào Thị xử án Tào Thị. Rất là vui và hấp dẫn. Tất cả quý vị nán lại trong chút lát nha quý vị. Rất mau, rất lẹ. Trời ơi, bắt ráp về đi Cần ơi. Nó cứ ngược kìa chị. Ô, sao nó quay vô quay ra hoài vậy? Rồi. Đưa. Rồi, nhận số giùm em. Nhận banh giùm em đi. Rồi quý vị, nhân viên của chúng em đang phục vụ giấu lại, giấu lại, giấu lại. Dòng tiếp, dòng lại bình thường nha. 11. 52. Tạm biệt anh nha. 49. Tạm biệt em. 51 tạm biệt chị. 50 tạm biệt luôn. 54 rồi tạm biệt chị luôn nha. Rồi tạm biệt hết của anh đầu chùa ở lại. Đó. Rồi xin chúc mừng cho anh đầu đinh nha, ở đầu chùa. Đó, đầu rất là láng, ngày mai giờ thảo về hết cái đầu kiểu này đeo bao, đeo hai chiếc bông. Rồi trao cái tivi cho ảnh luôn đi. Xin mời tất cả quý vị trở lại với chương trình xử án Tào Nương. Nhạc. Rồi. Làm gì mày chỉ tao hoài vậy? Xin kính mời quý vị. Đó là 30 giây hồi nãy giờ là nó ra văn nghệ rồi, hiểu không? Quảng cáo á. 15 phút quảng cáo. Cái công đường nó quảng cáo nó hay không? Có thông báo quảng cáo hả? Có văn nghệ, có văn nghệ làm như lô tô show vậy đó. À, chủ lô tô là bà Lộ Lộ phải không? Thì đó. Tao nương nghe tao xử tội. Dạ. Tội thứ nhất của bà. Hết hồn hoài á. Tội thứ nhất của bà đó là bà dám cướp đoạt cha ta. Dạ. Cướp đoạt cha ta. Tội thứ hai là bỏ đói chị em ta. Dạ đâu có. Bỏ đói chị em ta. Dạ đâu có. Tụi bay xé ngủ mã văn hay. Ngừng lại để tao lên câu vọng cổ rồi hả xé. Cho miếng dây coi. Ơi mẹ biết tội mình gây, chỉ xin một lần tha thứ. Dù mẹ là gì ghê nhưng cũng có công nuôi dưỡng con chồng. Xin hãy xót thương cho thân phận má hồng. Tân Lực ơi cha con vô phận bá phước nên đã hai lần gãy đổ cuộc tình duyên. Mẹ của hai con đã từ bỏ trần duyên, vĩnh viễn ra đi không trở về đây nữa. Hai con cùng
sao dì cũng nuôi con mấy năm trời mà dì đâu có bỏ rơi con đâu, con tha tội chứ bà gì? Biết sợ hả? Dạ. Nếu như bà biết sợ thì bà phải nhớ lại ngày xưa chứ. Cái ngày mà bà hành hạ chị em tôi, cái ngày mà bà đánh đập chị em tôi, chị em tôi phải trốn thẳng lên trên kinh thành. Nếu không trốn lên kinh thành thì làm sao bây giờ có một quan trạng đỉnh đạt đẹp trai phong lưu sáng láng và dạm dở như tôi. Nuốt vô. Nuốt vô. Đẹp trai ghê. Dạm dở ghê. Bà biết sợ, tội chết tôi có thể tha. Nhưng dạ, dạ. Tội sống là phải trừng. Dạ 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 trừng sao dạ? Quân đâu? Đại bà ta ra biên ải. Dạ. Đại ra biên ải. Dạ, vậy là không có chặt đầu. Đúng, ta tha cho bà đó. Đi. Dạ, vậy là đại quan tha tội. Dạ dạ. Dạ. Ta thà đó, đi! Ngàn lại đại quan, trăm lại đại quan. Dạ, 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 cứu biệt tiểu thơ. Dạ, dạ, tôi đi. Trời ơi, chị vậy sao bà nói là tha cho người ta? Tấn Lực nó tha chứ chị đâu nói chị tha. Ủa? Nãy em mới tha xong đó chị. Em nói em tha nhưng mà chị không tha. Thù này chị phải trả. Nói chị đây là tao thấy. Xin chào khán giả nè. Hôm nào đỡ tao lên tao ngủ luôn đó. Quý vị thấy sao quý vị? Đây là tiểu phẩm này là tụi em cũng nhẹ nhàng gửi tặng quý vị, coi như là một cái mới tập hồi chiều. Con bé này nó coi như bỏ nó qua một bên đi, nó rớt cái gì kệ nó. Miễn nó không có rớt bộ phận quan trọng nhất là được rồi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tuyết Quỳnh Hương ngày hôm nay đã chịu lăn xả hết mình với tụi em ngày hôm nay. Những bạn đây thì cũng phải là rành rỗi gì cho lắm bộ môn kịch nói của mình, nhưng mà các bạn đã cố gắng hết sức và cảm ơn chị đã nâng đỡ cho các bạn ngày hôm nay đây ạ. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ Tú Quỳnh Hương ạ. Quỳnh Hương xin cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, bây giờ vòng loại tiếp theo xin mời tất cả quý vị ủng hộ ạ. 10.000 một tờ lá vé đúng không mọi người? Đúng không dạ? 10.000 một tờ lá vé à, giơ tay ủng hộ giùm em ạ. Rồi, chị Thảo ơi, chị đâu rồi chị Thảo ơi? Rồi, đặt cái đồng cầu lên em ơi. Nhạc lên em ơi.